Thì đây là cái bộ cửa lùa nhôm, thì mình xài nhôm Inhua màu giả gỗ các bạn. Thì phía trong này sẽ là xài cái khung bảo vệ bằng inox. Thì mình đã lắp rồi nhưng mà thợ hồ chơi ác quá, tô và nói chung là kiểu như là thợ hồ này là đã giới thiệu cái bên cửa cho chủ nhà nhưng mà chủ nhà không chịu các bạn. Thì chủ nhà là mới tự chọn cái phần cửa để lắp kiêng các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng khắc phục thôi. Thì mình sẽ tô bít luôn cái khung bao ở ngoài, cho nên là mình sẽ dùng cái cây thước để mình gạch cái đường dừa bằng khung bao nha các bạn, để mình xé ra nó không bị lem nhem cái đường hồ của ta. Thì khi gạch thì xé ra nó rất là dễ nha. Nói chung nếu mà cái này cũng quan trọng một phần là do chủ nhà nữa, khi mà người ta làm hồ á, có thể là chủ nhà sẽ nói, nhưng mà chủ nhà cũng là không gành về cửa, cho nên là chủ nhà không có nói, cho nên là người ta là cứ mặc tình mà người ta té vô thôi. Thì bây giờ mình cố gắng mình sửa, mình khắc phục cho cửa nó được đẹp nha các bạn. Cái này mình sẽ dọn vệ sinh cho cái bộ cửa này nó sạch hồ hết nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm và mình tánh lại cho nó bóng nha các bạn. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mà xem cách mình thực hiện như thế nào nha. Thì cái này là mình sẽ đục để mình lấy dấu cái mí toàn, cái mí cửa nhôm, khung bao cửa nhôm phía ngoài các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đục ra để mình lấy dấu, tại vì lúc đầu mình cũng có dán cái băng keo xanh các bạn, băng keo xanh để mà khi vệ sinh thì nó sẽ tiện hơn nha. Mình cố gắng mình lấy dấu cho nó chính xác, rồi bắt đầu mình sẽ dùng thước để mà mình gạch nha các bạn. Đây mình đục vừa tới cái mí xi măng ngoài, bắt đầu mình là sẽ dùng thước để mình gạch cho cái đường nó, dùng dao mình gạch sao cho mà cái đường nó hơi sâu chút xíu nha bạn, để mình lột ra nó không bị xước cái lớp sơn và lớp bê của cái xi măng các bạn. Mở miệng ra kỳ. Xe gì? Thì đây là thước nè, cái dụng cụ để mình đục. Thì cái này mình đã dùng cái dao để mà mình gọc rồi các bạn. Thì mình gạch cho cái đường nó sâu một chút xíu. Đây thì sau khi lột xong, gọc xong thì mình sẽ lột keo ra nhé bạn. Lột keo từ từ thôi nha. Đây lột keo ra thì nhìn cái đường chỉ nó rất là đẹp ạ. Sau khi lột băng keo xong hết thì bắt đầu mình sẽ dùng cái máy thổi các bạn, để mà mình thổi cho nó bớt bụi đi nha các bạn. Khi mà thổi bớt bụi xong rồi á, thì mọi người sẽ dùng cái dầu hỏa. Cái dầu này là cái dầu để mà người ta đốt đèn các bạn, với lại khăn mình lau cho cái dầu nó thấm vào cái bộ cửa nha, thấm vào lớp sơn lớp bê, với lại là thấm vào xi măng á, để khi mà mình dùng con dao để mà mình đẩy lớp bê ra nó không bị xước cái cửa nha. Cái chỗ nào mà dính bụi hoặc là sơn với lại bê ít thì mình không cần dùng dao nha, mình chỉ cần dùng cái giẻ lau dầu, mình lau qua là nó sẽ sạch nha các bạn. Nhớ nha, chỉ cần dầu này thôi, đừng có xài ba cái quá chất như là chất tẩy,
chất tẩy đồ thì lâu ngày nó sẽ mắc cái lớp bảo vệ thanh nhôm bạn, hoặc là nó tróc cái lớp sơn của nhôm á, thì nó lâu ngày nó sẽ bị bung bung cái lớp sơn nó ra, nó rất là xấu nha. Mình chỉ cần dùng dầu dầu quả thôi là được, mình lau qua khi nào mà nó hết bụi thôi. Những chỗ nào mà nó dính xi măng và dính bê nhiều như thế này nha các bạn, thì mọi người lau nhiều dầu vào cho nó thấm vào cái lớp xi măng với lớp bê đó đó, để mà khi mà mình dùng dao á, mình dùng cái dao này là dao mới nha các bạn, nó không bị xước nha. Bắt đầu mình sẽ đẩy nhẹ, nếu mà mọi người thấy con dao mà nó hơi bị xước á, thì mọi người sẽ tha dầu thêm vào để cho nó trơn á, trơn cái bề mặt mình đẩy con dao nó sẽ dễ dàng và nó không bị xước kia nhôm nha. Nhớ phải tha dầu cho nó nhiều để mà mình mới có thể mình sủi được. Ví dụ như bạn sủi ra một lớp rồi, bắt đầu bạn thấy cái lớp đó nó khô nữa, bạn sẽ lấy nùi lau dầu bạn lau qua một cái nữa cho nó thấm ướt, rồi bắt đầu bạn sủi tiếp nha, để nó hạn chế bị chảy cái nhôm. Thì nói chung là cái cửa nhôm này thì mình gắn bảo vệ cái lúc ban đầu thì nó sẽ tốt hơn so với cái cách mà vệ sinh kiểu này nha bạn. Thì sau khi mình vệ sinh, mình lau dầu xong rồi các bạn, thì nhìn nó rất là bóng và rất là đẹp ạ. Mặc dù nó cái chỗ nào dính xi măng nhiều á, thì nó hơi xước một chút xíu thôi, nhưng mà cái cách này thì vệ sinh nó rất là sạch nha các bạn. Với lại cái nước sơn á, khi mà gặp dầu thì nó sẽ bóng lên, với lại dầu thì không ảnh hưởng gì tới lớp sơn nha các bạn, tại vì nó không có chất tẩy. Inox cũng vậy, inox thì các bạn dùng dầu bạn lau qua xong bạn sẽ dùng cái khăn á, khăn khô á, khăn sạch, bắt đầu bạn lau sơ cái lớp dầu đó lại là được. Nhớ nghe, inox thì không được dùng chất tẩy như là những cái loại mà tẩy bồn cầu đó, nếu mà nhiễu vô inox á thì nó sẽ bị ten chỗ đó nha bạn, thì về sau mưa nó sẽ bị xét cái kia inox. Dầu này thì khi thấm vào inox thì nó không bị ảnh hưởng gì nha các bạn. Đây thì còn mấy bộ cửa nữa mình chưa có vệ sinh xong. Thì clip này mình xin chia sẻ ngắn về cái mẫu cửa cũng như là cái cách để vệ sinh thôi nha các bạn. Thì mọi người khi xem video nhớ đăng ký kênh và like video để mà khi mình chia sẻ video mới lên thì sẽ tự động thông báo cho các bạn nha.
đây là cái cánh cửa nhôm nha, mình dùng cái màu giả gỗ, cây nhôm thì mình sẽ dùng cây 2576, còn cái nẹp thì mình dùng nẹp hệ 700 nha các bạn. Thì đây mình sẽ chia từng ô để mình bắt kính cường lực. Thì đây là mặt sau nữa, còn mình sẽ xây lại cho các bạn xem cái phía bên dưới hai cái bánh xe các bạn. Thì hai bánh xe này thì mình sẽ dùng cái bánh xe mà loại cửa lùa nhôm á. Bắt đầu mình sẽ cắt một cây gỗ để chim sao cho nó vừa cái khung 76 này nha các bạn. Bắt đầu là bắn cái bánh xe vào cây gỗ đó, bắt đầu là sẽ bắn cái cây gỗ để dính vào cái khung nhôm nha các bạn. Bắt đầu ở dưới đây thì cây này mình sẽ cắt ra, cắt cái đường thẳng ra. Thì tùy theo cái cách của mỗi chỗ mỗi người làm khác nhau thôi nha.